Chào anh em, tiếp tục lên đường cho anh em trang thiết bị âm thanh. Và hôm nay thì bên cạnh anh em lên đường rất nhiều những bộ combo sản phẩm đẩy vang mic này, có những bộ sản phẩm vang này, có quản lý nguồn và rất nhiều trang thiết bị âm thanh đang chuẩn bị setup lên đường cho anh em. Và đây là một trong những bộ combo đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhất tại cửa hàng Em Tùng Audio. 3 triệu đồng các bác sẽ có ngay cho mình bộ sản phẩm vang mic rất là chất lượng. Chúng ta sẽ có vang JBL S8 Plus cơ lai số kết hợp với dòng mic không dây Mitsui X38 Plus cho anh em khách hàng có ngay một bộ combo vang mic chuyên nghiệp, cao cấp, nâng cấp và dàn máy âm thanh gia đình. Các bác có thể kết nối với cục đẩy công suất, các bác có thể ghép nối với âm đi công suất, ghép nối với loa kéo đều được cả với bộ combo ngày hôm nay bên cả ngày em sóng. Và đang có chương trình giảm giá đặc biệt như thế này, nếu anh em mua lẻ thì ít nhất anh em phải bỏ ra tầm 3,3 triệu, thậm chí đến 3,5 triệu anh em mới có cơ hội để sở hữu cho mình một bộ combo sản phẩm vang mic đến từ JBL S8 Plus hoặc là đến từ dòng mic Mixxuoi 38 Plus. Và trong khi đó các anh em chỉ cần bỏ ra 3 triệu đồng thôi là bên cả anh em đã bao phí ship về tận nơi tận nhà, cài đặt các hiệu ngâm thanh tốt nhất và tặng thêm jack kết nối đi kèm cho anh em rồi. Nó sẽ có JBL S8 Plus cơ lai số rất là hiện đại với nhiều tính năng. Và dòng này thì có các hiệu ngâm thanh echo, có thêm hiệu ứng reverb, đầy đủ các tính năng bass chung chét cho anh em chỉnh âm thanh, tiếng mic, tiếng lời, tiếng nhạc. Có thêm mắt điều khiển thông minh để anh em có thể thao tác tăng giảm âm lượng, chuyển đổi các chế độ lấy tín hiệu. Và dòng này sẽ sử dụng chip chống hú tự động nên là khi chúng ta sử dụng nó rất là yên tâm cho việc có khả năng chống hú cực kỳ tốt. Anh em có thể cấp nhạc và nghe nhạc qua các đường cổng hiện đại như USB cộng quang Bluetooth để có một chiếc đèn led rất đẹp, nó nằm ngay trên chiếc màn hình này. Chúng ta sẽ có thêm các chế độ thông số hiển thị bằng ký hiệu số. Như là về các bác không cần phải thao tác nhiều, bên em đã hỗ trợ cài đặt rồi nên các bác anh em chỉ cần vặn cho em ba phím chia ở đây. Đó chính là âm lượng tổng mic. Đấy, thêm một chút echo vang nhẹ vào đây, âm lượng tổng nhạc các bác vặn to hoặc nhỏ, đấy là chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh ngay lập tức đến từ dòng vang JBL S8 Plus. Và trên này thì em sẽ kết hợp luôn cho anh em một mic không dây đang rất là hot tại trường thanh, chính là dòng mic Mixxuoi 38 Plus. Dòng mic này thì kết hợp rất nhiều tính năng hiện đại, 4 dâu anten bắt sóng xa này, anh em có thể sử dụng ghép nối bộ combo này đi cho thuê loa kẹo kéo được nhé, ghép nối để công suất ra hát cao khi gia đình, phòng trà, chuyên nghiệp đều được cả. Đấy, với thiết kế bộ thu đẹp mắt, phiên bản màu đen mạnh mẽ, hai mặt màn hình, các phím chiết áp âm lượng, các phím bấm để anh em chuyển đổi tần số tự động thủ công, có tính năng dò sóng sạch trên tay mic. Đây các bác nhìn thấy thiết kế tay mic cực kỳ đẹp mắt luôn, phiên bản màu cà phê lớp sơn bóng, tay to đấy ra độ lặng ổn định, cầm nắm thoải mái, chắc tay đầm tay, mang đến cho em sự tự tin khi cầm đến những con mic không dây. Dòng này có thêm tính năng tự ngắt này, tính năng cảm biến gia tốc này, 4 dầu bắt sóng xa đấy, quá nhiều tính năng đặc biệt xuất hiện trên dòng Mixxuoi 38. Mà bộ combo chất lượng như này mà giá chỉ có 3 triệu đồng thôi. Cùng anh em trải nghiệm âm thanh thực tế ngay bây giờ đến từ bộ combo sản phẩm 3 mic bên cạnh Em Tùng Audio đang có chương trình giảm giá đặc biệt này các bác nhá. Được nghe và trải nghiệm âm thanh tiếng nhạc đến từ mẫu sản phẩm vang JBL S8 Plus với chế độ âm thanh tiếng nhạc vô cùng chuyên nghiệp. Các anh em chúng ta đang được nghe một chế độ âm thanh nhạc vô cùng chuyên nghiệp đến từ mẫu sản phẩm vang JBL S8 Plus. Để các bác nghe thử âm thanh bass chép họ đánh ra sôi động, chuyên nghiệp, chắc tiếng, tiếng bass sâu, tiếng nở tốt, âm thanh giải chép sáng. Và chúng ta có thể cấp nhạc và nghe nhạc qua rất nhiều đường cổng hiện đại và chỉnh âm thanh nhạc cách dễ dàng đơn giản đến từ dòng vang S8 Plus. Còn bây giờ đến phần cực kỳ quan trọng, đó là kết hợp với mic không dây Mixxuoi 38 Plus và kết hợp với tiếng mic rồi là tiếng âm thanh hiệu ứng vang nhẹ của dạng echo của dòng vang S8 Plus. Xem mà khi chúng ta alo tiếng mic, khi chúng ta cất lời ca tiếng hát, giọng hát của mình nó sẽ thay đổi hoàn thiện như thế nào nhá. Quý anh em lắp tai nghe trải nghiệm thêm một lần nữa nào. 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5
bác nghe thử âm thanh, các bác sẽ thấy là cái dòng mic này thì tiếng nó chắc hơn này, khỏe khoắn này, và có cái độ lịnh tiếng đó, và khi kết hợp với dải echo ngọt ngào của JBL S8 Plus chắc chắn rồi, mang lại cho anh em một phòng hát tình vô cùng chuyên nghiệp với chế độ âm thanh giọng hát bay bổng ngọt ngào dễ hát. Đấy, với cái độ lịnh tiếng và hình thức giao diện của bộ combo này chắc chắn sẽ mang lại cho anh em một phòng hát gia đình vô cùng sang trọng. Và nếu các anh em đang có nhu cầu mà cần mua những bộ combo sản phẩm vang mic đang còn thiếu, các bạn hoàn toàn đến ngay bên cạnh em Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336, bên em giao hàng tận nhà tận nơi, nhận hàng, kiểm tra thử hàng, thanh toán, hỗ trợ cài đặt sẵn các tính năng tốt nhất cho các bác, tặng thêm giọng đi kèm để anh em có thể nhận hàng và sử dụng được ngay với những bộ combo sản phẩm tại cả em Tùng Audio. Và video của em xin dừng lại tại đây. Anh em thấy hay nhiều để cho nút like và đăng ký kênh nhá. Xin kính chúc anh em nhận hàng ưng ý tới từ những các trang bị âm thanh sản phẩm tại cả em Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.